xin yêu anh trong giấc mơ, dẫu cho anh cho em bao nhiêu thất thờ. Em xin yêu anh trong giấc mơ, để khi bóng đêm trôi qua nhanh, lòng thấy bơ vơ. Em xin yêu anh trong nỗi đau, biết khơi xa cô đơn bao đêm sóng trào. Em xin yêu anh trong đớn đau, vì em đã mang anh trong tim từ giây phút đầu. Xin cho em một đêm thôi để em yêu anh trọn cuộc đời, ta cho nhau một đêm vui rồi mai đây khi đời thay đổi, yêu đương tan thành mây khói. Khi con tim còn đam mê ngỡ yêu anh yêu trọn cuộc đời, nhưng yêu đương là mơ thôi, đời hôm nay mưa buồn giăng lối, chân đi cho quên Minh Tuyết xin quý vị cho một tràng pháo tay để Minh Tuyết mời
Người yêu mà không bao giờ được cưới của Minh Tuyết trên sân khấu, đó là nam ca sĩ Bon Kiều. I love you too. Bon Kiều xin gửi tới quý vị lời chào thân yêu nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Xin chúc quý vị sắp tới một năm mới an khang thịnh vượng và đầy may mắn. Thank you. Sao yếu thế nhỉ? Thank you. Em ơi, hả? Em đi đâu ấy? Cho em uống miếng nước nha. Uống nhanh lên, không lên đây. Cái gì nhanh lên cho anh dùng. Quý vị thấy Minh Tuyết ngày hôm nay có đẹp không ạ? Quá hot đúng không? Có hot không? Quá là hot. Hôm nay quý vị thỉnh thoảng mà quý vị gặp Minh Tuyết, quý vị còn thấy hot như thế. Bằng Kiều đi với Minh Tuyết mỗi tuần, tuần nào cũng gặp mà mỗi lần đứng bên cạnh thấy nóng hết cả người. Thank you. Hôm nay quý vị nói hot thì Minh Tuyết mắc cỡ vô cùng, bởi vì Minh Tuyết không dám nhìn quý vị nhiều, không dám bỏ cái microphone xuống, vì hôm nay ai cũng tưởng Minh Tuyết bơm môi mà không đủ tiền bơm con bên à. Tại vì Minh Tuyết nóng quá nó bị sưng một bên môi, cho nên ai cũng tưởng mình bơm môi mà bơm có một bên. À, bơm môi ở bên một bên mới sexy á. Anh này anh bảo là bơm một bên thôi, cho môi nó phải lệch lệch nó mới sexy. Thôi bây giờ quý vị rất là cảm ơn quý vị đã yêu mến Bằng Kiều Minh Tuyết trong suốt thời gian qua. Chính vì sự yêu mến đó cho nên là Bằng Kiều Minh Tuyết đến bây giờ là đã phát hành được hai cuốn CD. Cuốn mới nhất là cuốn Bằng Kiều và Minh Tuyết hát song ca, nhưng mà trong đó tất cả những bài đều là bài mới. Có một bài hát quen thuộc, chỉ có một bài quen thuộc duy nhất ở trong cuốn CD mà mỗi lần Bằng Kiều đứng cạnh Minh Tuyết, Bằng Kiều đều muốn hát bài hát này. Và ngày hôm nay thì không nằm trong ngoại lệ. Lúc nào Bằng Kiều đứng cạnh Minh Tuyết, Bằng Kiều cũng muốn hát bài hát này. Bây giờ em đứng lùi ra đây nhìn anh say đắm. Dê. Anh ơi anh dê kìa. Ông mê Minh Tuyết là ông phải bước qua xác tôi. Rồi thôi, bây giờ em nhìn anh say đắm đi để anh còn hát này. Em đừng cười, nhìn say đắm mà lại cười thì làm sao mà hát. Tình cảm. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh rất yêu. Nhưng em muốn gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai. Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng ngày hè bên em. Tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau đồng đàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh đến với em với tất cả tâm hồn. Em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muôn vàn cho đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương sai lầm. Trong đôi mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc trong thoáng giây. Sẽ cố quên rằng
Anh sẽ cố quên khung trời hoa mộng. Ngày hè bên em, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau. Cho mãi nhớ thương sai lầm trong đôi mắt anh. Em là tất cả, là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu. Em sẽ cố rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu. Cảm ơn quý vị rất nhiều.